khách hàng cơ bản nhất. Thì nếu mà những thợ tay nghề cao á, thì người ta sẽ có đường hàng đẹp hơn. Mình chủ yếu là mình chia sẻ cái cách để nhận biết được cái đường hàng nào dính và đường hàng nào không dính thôi nha. Thì mọi người sẽ thấy nè, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mà nhận biết cái mối hàng. Đây này, cái mối hàng này là cái mối hàng đầu tiên mình sẽ chấm xuống nè. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ không dính nha, cái mối này là không dính. Đây, cái mối tiếp theo này là cái mối dính nè. Đó, cái mối dính. Và cái chấm thêm một mối nữa này là sẽ mối dính nè. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái mối dính là cái điểm sáng, nó sẽ bao dùm, bao toàn bộ cái dũng hàng luôn nha các bạn. Khi mà nó nguội lại á, thì nó không có cái điểm sáng, nó sẽ đều. Còn cái mối này là mối không dính này nha các bạn. Mọi người chú ý cái lúc mà nó hết sáng nè, nó sẽ có một cái khe sáng chính giữa nè. Đó, mình sẽ chấm thêm cái nữa nè. Khi nguội lại nè, nó sẽ có một cái khe chính giữa nè. Bạn thấy không, khe chính giữa đó là chứng tỏ là nó không có dính á, không có dính cái chỗ đó. Đây, nó nguội là nó sẽ còn một cái khe giữa nữa nè. Đó, cái mối đó là mối không dính nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gõ ra cho bạn, các bạn coi thử cái mối mà vừa mới chấm không dính nha. Đây, mọi người thấy không, cái khe giữa, cái chỗ mà khi nó nguội mà nó còn sáng nhất á, là chỗ đó không dính nha. Đó, mọi người sẽ thấy nó có một cái khe hở như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ chấm lại cái mối dính cho các bạn xem nha. Mọi người sẽ để ý cái dũng hàng á, nó sẽ sáng đều luôn, sáng đều hết. Mà khi nguội thì nó cũng sẽ nguội đều luôn nha các bạn. Đó, mọi người thấy không, nguội là không có cái chỗ nào mà sáng hết, nó sẽ đều nhau hết. Thì mọi người thấy cái cách của nhận biết cái hai mối hàng thì này thì rất là dễ nha. Thì qua video này mình nghĩ là mọi người ai mà mới tập hàng thì nhìn mối hàng sẽ biết nha, để mà mình có cảm giác hàng tốt hơn.